thần xứ Đài Từ Nhược Tuyên bị chồng đại gia chia tay, vất vả sinh con dù đã hơn 40 tuổi, Echo gánh dùng khoản nợ 135 triệu đô, vẫn nhận phải cái kết bẽ bàng. Ngày 10 tháng 12, hàng loạt trang truyền thông của Đài Loan đều đăng tải tin Từ Nhược Tuyên đã đường ai nấy đi với doanh nhân Lý Vân Phong. Có thể nói, thông tin này đã khiến rất nhiều người bị choáng bởi họ từng là một trong những cặp kiều nữ, đại gia đẹp đôi nhất Hoa ngữ. Chưa kể suốt 9 năm ở bên nhau, Từ Nhược Tuyên còn phải gồng gánh dùm chồng khoản nợ lên đến 135 triệu đô la Mỹ, chấp nhận đánh đổi sức khỏe để làm sản phụ lớn tuổi, đẻ cho chồng một cậu quý tử kháu khỉnh khỏe mạnh. Ai mà ngờ được, khi sóng gió đã qua thì mỹ nhân cơn lốc tình yêu lại nhận về cái kết bẽ bàng. Từ Nhược Tuyên từng là một trong những nữ thần đình đám nhất của Hoa ngữ đó. Trong sự nghiệp diễn xuất, Từ Nhược Tuyên có không ít tác phẩm thành công như Tiếu Lâm Tiểu Tử, Cơn Lốc Tình Yêu. Vừa xinh đẹp quyến rũ lại vừa giỏi giang, bảo sao Từ Nhược Tuyên từng chiếm được trái tim của dàn nam thần khét tiếng như Ngô Kỳ Long, Quách Phú Thành, Phùng Đức Luân. Sau cùng, cô lại chọn bến đỗ bình yêu bên Lý Vân Phong, doanh nhân ngành hàng hải nổi tiếng của Singapore. Năm 2014, Từ Nhược Tuyên, Lý Vân Phong từng khiến cả showbiz xôn xao khi tổ chức đám cưới lãng mạn như mơ ở đảo Bali đó. Ngoài sự xuất hiện của Lâm Tâm Như với vai trò phù dâu, việc Lý Vân Phong chi hàng tỷ đồng để bắn pháo hoa suốt 15 phút đồng hồ cũng khiến nhiều cô gái phải suýt xoa ngưỡng mộ mãi. Khi ấy, Lý Vân Phong đã dành rất nhiều lời khen có cánh cho Từ Nhược Tuyên, hứa chăm cô suốt cả cuộc đời. Thuở ban đầu, hôn nhân của họ được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi Lý Vân Phong sở hữu ngoại hình trẻ trung phong độ, còn Từ Nhược Tuyên vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh rất nhiều. Hơn 40 tuổi vẫn muốn sinh kết tinh tình yêu cho chồng, nữ diễn viên phải nằm trên giường bệnh suốt nhiều tháng liền, dùng đến hơn 300 mũi thuốc để giữ thai mới có thể vượt cạn thành công. Chừng ấy cũng đủ để biết Từ Nhược Tuyên yêu chồng đến nhường nào. Đâu chỉ thế, vào năm 2016, Lý Vân Phong gặp phải nguy cơ phá sản vì khoản nợ 135 triệu đô la Mỹ. Để có thể giúp chồng vượt sóng gió, Từ Nhược Tuyên mới sinh nở chưa bao lâu, sức khỏe còn chưa kịp phục hồi đã phải bế con lên sân khấu để kiếm tiền, gồng gánh nợ nần giúp chồng. Nhờ thế mà Lý Vân Phong mới có thể trụ vững, giữ được tập đoàn hàng hải của mình. Ai mà ngờ được, sau khi sóng gió đã qua thì Từ Nhược Tuyên lại ly hôn chồng đại gia. Theo cánh truyền thông chia sẻ, Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong đã ký tên ly hôn từ tháng 11. Lý do họ đưa ra là bất đồng trong tính cách và thường xuyên phải sống xa. Con trai của Từ Nhược Tuyên sẽ tiếp tục ở Singapore cùng bố để tiện học tập, còn Từ Nhược Tuyên thì chuyển sang phát triển ở Nhật Bản. Không chỉ thế thôi đâu, cánh truyền thông Đài Loan còn nhắc đến tin đồn Từ Nhược Tuyên có quan hệ mờ ám với Vương Lực Hoành, còn bị vợ cũ của nam ca sĩ nhắc tên trong bài phốt chồng. Dù Từ Nhược Tuyên liên tục đăng bài để phủ nhận, nhưng rõ ràng tin đồn này cũng góp phần làm gia đình cô xào xáo, khiến quan hệ vợ chồng vốn đã xa cách lại càng cách xa hơn. Đó là lý do mà họ quyết định đường ai nấy đi sau 9 năm gắn bó vượt sóng gió. Nhìn vào Từ Nhược Tuyên của bây giờ, đố ai có thể giấu được sự tiếc nuối của mình. Vì chồng mà làm sản phụ lớn tuổi, đánh đổi sức khỏe để sinh quý tử cho bằng được, còn chẳng ngại gánh nợ trên trời cho chồng. Ai mà ngờ được, cuộc đời lại chẳng hề tử tế với cô. Bảo sao, cách đây không lâu, Từ Nhược Tuyên đã thổn thức chia sẻ với mọi người, tôi không thấy vui.